để cười thường xuyên và nhiều hơn, để nhận được sự kính trọng của kẻ trí và sự yêu quý của trẻ thơ, để biết trân trọng những chỉ trích chân thành và chịu được sự phản bội của bạn xấu, để trân quý cái đẹp, để nhìn thấy điều tốt đẹp nhất ở người khác, để thế giới này tốt đẹp hơn đôi chút. Đó có thể là một đứa trẻ khỏe mạnh, một mảnh vườn hay một trạng thái xã hội tốt hơn. Để biết rằng, chỉ ít có một cuộc đời đã sống dễ dàng hơn bởi những gì bạn đã sống. Ấy, vậy là thành công. Đó đã là thành công.